Rồi, xin chào mọi người nha. Một chiếc máy cắt lúa phá rồi. Đây, Kubota DC60. Lúa hôm nay đã trúng rồi. Bữa nay sáng sớm lúa đã trúng mùa, thì mùa cắt thôi nha. Mùa cắt thôi, sau khi chỉ cần lúa hôm nay chỉ cần phải cắt thôi nha. Đây, phải rồi. Lúa hôm nay chứ cần đã trúng mùa rồi, thì mình sẽ cái máy cắt này chiếc 60 có phải thôi nha. Lúa hôm nay chứ cần đã trúng mùa thì mình sẽ cắt thôi mà chiếc DC60 nha. Mười hai giờ chiều mấy sáng không phải rồi, nãy nó gió nó tôi chứ cần tao mùa hô hợp phải rồi. 12 giờ chiều mấy sáng á, nãy tôi bữa dậy nó là đi học phải rồi. Nó ve chới ve lua phải rồi. Còn cả là chiếc DC60 nha. Lúa này hôm nay đã chỉ cần trúng mùa thì mùa cắt thôi nha. Kubota DC60. Rồi này sau khi đất mới khô rồi, nãy giờ nãy ruộng nó đất khô phải rồi chứ. Mười hai giờ chiều mới sáng đó, phải rồi. Sáng sớm đó, sau khi là chiếc cái máy DC60 cắt lúa đã trúng mùa, mùa cắt thả trôi sau khi được phải rồi. Trời ơi, bộ kìa. Trời ơi, bộ trâu ơi, bộ ba luôn chứ.
hết hồn cái tiền rồi chứ. Bả rồi. Như nãy tôi bước làm rồi đã xong không phải rồi. Trời ơi, lúa sao kỳ ta. Rồi xong.